Lần đầu tiên Ninh Bình có người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu môi trường Miss Eco Việt Nam. Cô gái trẻ Hoàng Thị Hải Yến đến từ xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, mong muốn được truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh bền vững của Ninh Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Hoa hậu môi trường lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỷ cây xanh cùng thông điệp vì môi trường Việt Nam xanh. Nhận thức được ý nghĩa nhân văn cùng mong muốn được khẳng định mình trong cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, Hoàng Thị Hải Yến đã nỗ lực trau dồi những kiến thức xã hội và xuất sắc vượt qua 15 người đẹp đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để giành danh hiệu Á hậu 1. Trong cuộc thi thì với cường độ làm việc rất là dày đặc và trong thời gian rất là ngắn thì đã rèn luyện ra em một con người nhiệt huyết và tự tin hơn. Bản thân em thì cũng phải cố gắng nhiều vì phải di chuyển liên tục và trong thời gian rất là ngắn thì cũng giúp chúng em có thêm nhiều kỹ năng hơn và kinh nghiệm hơn. Đam mê thời trang và ca hát từ nhỏ, nên mới 18 tuổi nhưng Hải Yến đã đạt được nhiều thành tích cao như Á hậu Miss Teen 2021, Á quân tiếng hát Hoa Phượng Đỏ tỉnh Ninh Bình năm 2018 và Á hậu 1 Hoa hậu Môi trường Việt Nam năm 2022. Sau những cuộc thi, Hải Yến trở lại là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, luôn có sự đồng hành hỗ trợ vững chắc của bố mẹ trên con đường khẳng định tài năng và sức trẻ của mình. Gia đình cũng luôn luôn rèn giũa và bảo các con, đặc biệt là Yến thì đã có được cái thành tích như thế. Mình không bao giờ được phép ngủ quên trên những cái đó gọi tạm gọi là chiến thắng. Nhưng mà cũng là cái trọng trách và cái mình phải biết, tức là mình đang còn sức trẻ. Thì mình biết phải biết cống hiến cho tỉnh nhà, cho quê hương nhà mình chứ đầu tiên đã. Trở về sau vinh quang, Hải Yến đang nỗ lực học tập và rèn luyện để thực hiện những dự định của mình trong tương lai. Em cũng tích cực tham gia những dự án nhằm quảng bá rộng khắp hình ảnh Ninh Bình với thiên nhiên tuyệt mỹ và con người thân thiện hiếu khách. Đi đến đâu em cũng rất là tự hào và nói em là người con của đất Ninh Bình và em đang cố gắng để thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và để mang tiếng hát của mình quảng bá và cho quê hương Ninh Bình của em ạ. Danh hiệu Á hậu 1 môi trường mở ra cơ hội nhưng cũng là trách nhiệm để Hải Yến phấn đấu hơn nữa, đam mê hơn trong các hoạt động thiện nguyện và khẳng định tài năng xứng đáng đại diện cho thế hệ trẻ trên quê hương cố đô nghìn năm văn hiến.